Gia đình giàu mà có ba đứa con, trong đó có một thằng nó khôn quá, cái gì nó cũng nhường anh với em đó chứ. Tiền của cái gì cho ngon ngon nó nhường hết trơn. Nhưng mà cha mẹ lại lúc nào cũng muốn giao cho thằng này. Lạ thay là muốn giao cho thằng này, vì thấy cái thằng này nó cầm được. Không ai dạy gì đi giao cho mấy cái thằng cầm được. Mình làm như vậy là mình đang có cái thế mạnh, mình sẽ được hưởng của cải đó là chắc chắn 100%. Dành là không có, thường dành là không có. Cái người mà không dành, họ không có chỗ này, họ cũng có chỗ khác à, thì họ có phước lớn quá. Nên quý vị nghe gì rồi, quý vị biết rằng cái gia đạo mà lộn xộn lu bu, cách nào để hóa giải cái gia đạo này. Thí dụ như nhà Đức thấy có một gia đạo sanh ra 4 đứa con. Con người mà toàn là đi 4 chân thôi. Có người đi 4 chân. Nhà phải làm một cái đoạn đường là cho mấy anh chị em nó đi, tại nó đi hàng vậy đó, đi 4 chân thôi. Vậy thì cái gia đạo như vậy cách nào để hóa giải? Những đức nói cái gia đạo đó chỉ cần ăn chay trường, niệm Phật, từ đây về sau làm lành lánh dữ là chuyển hóa liền. Vì tin ông nếu làm mạnh đó nghe, nhiệt tình hết mình nghe, trong vòng 3 năm sau đứa con đứng lên liền, nghỉ đi 4 chân liền, nó đứng lên. Tại vì nó đứng được mà ngộ thay là nó đi 4 chân. Vì sao biết không? Cái nghiệp câu thúc. Cái nghiệp câu thúc. Lạ vậy đó. À, đó. Quý vị biết rằng á, một con người mình á, khi có phước duyên lớn rồi nó chuyển tướng. Phước duyên lớn nó chuyển tướng. Và người không thông minh nó chuyển thông minh. Nó chuyển được mà. Nó tuy nhìn cái cơ địa gì này mà phước duyên tu hành nó chuyển đó quý vị ơi. Nó chuyển chứ không chuyển đâu. Có những người người ta lé vô duyên, nhưng mà tu nó thành lé có duyên. Ngộ chưa? Đó, phải tin chỗ này nghe. Nên cái gia đạo á, từng đời bệnh đau chết yểu, ăn chay trường đi, niệm Phật đi, là cái gia đạo này tới đời mình là chấm dứt. Chấm dứt chết yểu. Chắc chắn luôn, tới đời mình là chấm dứt chết yểu. Cái gia đạo này từng đời ung thư có không? Có gia đạo từng đời ung thư, mà đời nào cũng có người ung thư chứ. Tới đời mình là dứt. Quý vị chỉ cần phát tâm ăn chay trường. À, những đức nói nghe quý vị, nhà gia đình nghe, con cháu nghe, làm cái nghề quán thịt trâu, thịt chó, thấy không, giết bò, rồi nhà hàng quán ăn mà tươi sống, giết con vật này con vật kia, à, những đức nói cho quý vị biết chứ, cái phước gia đạo này đúng ra là hưởng 10 đời. Nhưng một đời gia đạo này hưởng cũng chưa hết một đời nữa. Là si. Ngày sát sanh mất gì đó. Các vị cứ coi nè, thọ mạng của tôi đúng là sống 60 tuổi. Tôi mới có 35 tuổi giết tôi à. Đoạn mạng tôi. Không có một cái tội nào nặng bằng đi đoạn mạng hết chứ. Vì chúng sanh thương nhất là thân mạng, mà mình đi đoạn mạng, vừa đỏ mạng mà lại vừa thành báo thù, thì cái gia đạo này nó si cỡ nào chưa? Si sụp ghê lắm. À, thêm cái nữa, cái gia đạo mà làm nghề phá thai, trời ơi quý vị coi, cái này là nghiệp nha quý vị, nghiệp nặng á. Nhưng đức hỏi quý vị nè, quý vị hiểu một chút thôi, vị dám làm nghề phá thai không? Trời ơi, trời. Như bản thân mình mà vừa được nhập thai, mình mừng quá trời. Tuy mình trong bụng mẹ chưa sinh ra, biết hết trơn. Này mình, trong kinh mới nói rằng uống một ly nước nóng như là địa ngục bát nhiệt, uống một ly nước lạnh như là địa ngục hàn băng. Biết hết trơn.
Nên quý vị mà nhiều người mà mang nghiệp phá thai, quý vị chuẩn bị đi phá thai đi, là cái cảm giác quý vị đau lòng lắm, cảm giác nó buồn không tưởng tượng được. Còn có những khi đứa bé nhỏ trong bụng nó đạp 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 vô cái bụng quý vị, nó nhỏ tí tí mà nó cử động liền á. Ý nó nói mẹ đừng có giết con muốn sinh ra đời. Vậy đó mà cái gia đình mình làm cái nghề này, tuy người ta lợi người ta làm cái việc đó, nhưng mà mình làm cái nghề đó là cơ hội cho người ta tùy tiện để đi phá thai. Cái nhân quả này mình nói gì nhân quả ta nghe, còn ai làm kệ người ta. Nhưng mình nói gì nhân quả cho người này nghe thôi. Cái nhân quả này ghê lắm á. Nghề thì có nhiều nghề, thôi tránh nghề sát sanh, tránh những cái nghề kiếm tiền mà tạo nghiệp quý vị ơi. Ở Phú Yên có một cái cô này, hình như cổ ra đi tu nè, gia đình của cô làm nghề sát sanh, hình như là cắt cổ gà. Cô nói rằng là gia này gia đạo cô chết yểu không, tới cô bị bệnh bị liệt luôn, câm luôn, ghê không, liệt câm luôn, mà may mắn lỗ tai còn nghe, câm tự nhiên miệng, tự nhiên bình thường nói chuyện tự nhiên thành ra cái miệng, tự nhiên biết sao đớ luôn, mà cô chưa chết. Thì có một người cho cô một chiếc máy nghe pháp của mình này nè, rõ ràng 100% cô vô 3-4 lần gặp Như Đức mà, cô cầm chiếc máy nghe pháp cô nghe, thì cô nghe rồi bắt đầu là cô niệm Phật. Cô câm nhưng mà lỗ tai cô nghe nên cô niệm Phật được, nhép môi cô niệm. Vậy mà cô niệm một thời gian nha quý vị, bắt đầu là cơ thể của cô nó khỏe lại, hồi phục từ từ, hồi phục từ từ. Bữa nay khi cô gặp những Đức mà nói chuyện là cô gặp là cô kêu dạ con chào thầy Đức, nói ra được luôn. Mà cô nói rằng ngày xưa làm nghề sát sanh, một ngày lời được 10 mấy triệu, mà bệnh đau sạch nhất. Bây giờ nghỉ làm nghề sát sanh, nhà có miếng đất trồng rau muống, trồng rau, mà cô nói bây giờ dư tiền, lạ chưa? Nó từ nơi đó, tại vì ngưng sát sanh, niệm Phật tu hành chuyển nghiệp. Bây giờ mỗi lần lễ vía đây, như lần này mà ngoài Phú Yên quê Hòa Thượng mà vô đây chuyến này hình như là 12 chiếc xe vậy mà. Đó, quá trời không? Nó mà ngộ tai nghe những buổi những nói chuyện gì của những Đức mà người ta lại thích nghe, ta nghe được, người ta làm được mà. Nên những Đức nói vị biết nghe, có những gia đình mà làm ăn làm hoài không lên luôn, vì thấy nó được trước mắt luôn vậy đó, như tiền vô rồi mà lạ thay, nó không vô túi mình được á. Giống y gan là quý vị cầm đôi đũa mà gấp miếng đậu hũ để tới miệng những vết đậu hũ xuống, có không? Có mà, mình nói tàu ô tới miệng rồi mà còn rớt xuống, thấy không? Đó, giống như cái ông này ông nói, thầy nói giảng công nhận nhân quả ghê, con nè thầy, ở đó con đi cưới vợ, cưới nhỏ đẹp ghê, mà còn có 3 ngày nữa là rước dâu, giống như mà em nó vào tay mình nè, cuối cùng nó đi theo thằng khác mất tiêu, thấy chưa? Nó kỳ sao lại cứ vợ sau này xấu gì đâu, thấy chưa? Cái số phận quý vị ơi, nó không phải chuyện giỡn đâu nghe. Nên cái chuyện giàu sang á là tính vào cái phước báo trong mạng, tính vào phước báo trong mạng. Thí dụ như Đức từng ví dụ như một cái ly nước vậy, có nước mình uống nó mới uống được, còn cái ly không uống sao được, mình nhai cái ly không có nước thì nó chỉ uống đó. Thì trong mạng mình mà có của thì nó mới thịnh, mà có của là từ đâu? Bố thí, bố thí ra đâu?
Hòa Thượng Tịnh Không khi còn trẻ, thầy Hòa Thượng Tịnh Không là thầy Lý Vĩnh Nam vừa nhìn Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng ông này thông minh mà lại trong mạng có phước, ghê không? Thông minh mà lại nghèo khổ. Nếu mà như vậy sau này ông không có độ sanh được đâu, không có phước sao độ sanh. Vậy Hòa Thượng Tịnh Không như thế nào? Thấy ai phóng sanh bỏ vô một chút phóng sanh. Như mình đi về chùa thấy phóng sanh bỏ tiền vô thùng phóng sanh một chút, tùy theo khả năng mình, từ khả năng mình một chút đó mà làm. Thấy ai xây chùa ung tiền xây chùa. Ở đây Hòa Thượng xây chùa quá trời nè, cơ hội đó. Thấy cái gì cũng dính, như ngộ ghê, nói ra gì cũng dính. Thấy ai nuôi người già nuôi người niệm Phật, hùng tiền nuôi người niệm Phật. Chàng ơi, mệt ghê, cái gì cũng trời chỉ không. Không thấy ai làm chương trình khiếm thị ở nữa, thấy chưa, nói gì cũng dính vậy, lạ vậy. Thấy không, phụ làm chương trình khiếm thị đó. Nên từ nơi đó mà nhiều việc rồi thấy ai làm tượng Phật nữa, tượng Phật nữa. Lần này nghe, những đức đặt hình như là 500 bộ tượng Phật. Và mấy trăm pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Ba chỗ làm tượng làm không kịp. Đó. Đem tượng về để bển đóng đóng bển á. Là bữa 20 á. Vị qua bên kia tặng luôn một chỗ. Thấy không? Kệ thỉnh bộ tượng Phật của chùa gì. Thấy tôi đặt tượng Phật mà tôi còn nài nỉ thỉnh. Chỉ phương pháp thỉnh luôn, thờ luôn. Có nhiều cô nói dạ thưa thầy, thỉnh tượng Phật về không biết an vị sao. Những đức nói cô ở nhà mỗi ngày cô làm sao? Nó dạ con niệm Phật lễ Phật. Thì an vị Phật bằng cách niệm Phật lễ Phật chứ làm sao, đúng không? An vị Phật bằng cách niệm Phật lễ Phật là được rồi. Những đức nói nghe quý vị biết, tu phước tu duyên chút ngon lắm. Có chiếc điện thoại ấy, cài niệm Phật nhạc giờ. Mỗi lần ai gọi cái là cho người ta nghe câu Phật hiệu liền. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng. Cho người ta nghe câu Phật hiệu cũng phước sanh vô lượng. Một ngày mấy người gọi là mấy người nghe câu Phật hiệu. Ai nhá máy dính luôn. Đúng không? Trời ơi làm đi. Còn thí dụ như mà mình ngại, thí dụ mình đi chùa này chùa kia quen quý thầy này kia mà sợ nghe cái tiếng niệm Phật của ông thầy này mấy thầy kia buồn, thí dụ đi cài cái điệu niệm Phật của ca sĩ ai buồn, cài cái điệu của Hùng Thanh á ai buồn, thấy không? Nhưng mà gặp tôi không cần buồn vậy chứ làm gì buồn tôi. Nó có gì đâu buồn. Cuộc đời của người mình nên sống thật chút đi, sống cho đặc biệt chút đi. Vì có nhiều người làm ăn, người ta nói chị ơi chị, mỗi lần em điện chị em mệt quá, em nghe tiếng niệm Phật mệt quá. Mình hỏi lại em có hướng về đạo nào không? Nó dạ không. Vì gọi là vô đạo đúng không? Em vô đạo là đúng rồi, nên ai em nghe không có được. Còn em, chị thì có đạo, chị có sự tín ngưỡng, nghe không? Em không có tín ngưỡng. Chị hỏi em việc làm ăn của chị và em, chị có làm đúng không? Đúng. Được rồi, chị đúng là được rồi. Sự tín ngưỡng của chị em đừng có đụng vô. Cái quan trọng là tôi làm ăn với mấy người có đàng hoàng không? Nó mua đồ trả tiền đúng đắn đàng hoàng. Tôi có giật không? Không. Được rồi, sự tín ngưỡng của tôi, kệ tôi.
có dính dáng gì mấy người. Nghe không được cũng phải gọi nữa, không gọi thì chia tay, cái gì đâu sợ. Nà, mình là người có phước mà, không có người này có người kia, mình không phải là bắt cằn, nhưng mà sự tín ngưỡng mà đi đụng chạm gì. Thí dụ như người ta có tín ngưỡng Đức Chúa, không lẽ quý vị đi bực bội. Thí dụ như mình là đạo Phật đi, mình gọi điện thoại người ta niệm Đức Chúa đi, không lẽ mình bực bội. Tầm bậy. Người ta có sự tín ngưỡng của người ta, có quyền tín ngưỡng mà, hiểu không? Tôi thích niệm Phật được không? Thích niệm Phật á, ở cài niệm Phật á được không? Nói ủa sao không cài đi niệm Phật khác, sao cài điện niệm Phật ông thầy này niệm thấy gớp. Tôi thích ông thầy này được không? Tiếng gì mà tôi thích, thích cậy tôi, thích niệm chậm chậm chơi vậy đó, thích vậy đó, niệm không hay mà tôi thích được rồi. Nó vậy đó. Ủa em sao em đẹp quá, em lấy người chồng gì xấu rồi em, kệ tôi, nó xấu mà tôi thích, quan trọng là tôi thích, đúng không? Nó mình nói chuyện vậy ai nói được mình gì, tôi thích mà. Chị vô duyên ghê, anh vô duyên nha. Vợ tôi thích, tuy nó không có đẹp mà tôi thích nó đó, được không? Tôi có thích vợ anh, vợ anh đẹp mà nếu tôi thích vợ anh chịu không? Bậy. Vợ tôi mà thích thì đúng rồi, thì tôi thích vợ tôi, tôi có quyền thích vợ tôi có quyền thích chồng tôi, tôi có quyền nghe điệu niệm Phật của thầy tôi, đúng không? Có quyền mà. Thôi bị nghe vậy thấy thoải mái ghê chưa, quá thoải mái luôn. Học Phật quá tự do, đúng không? Tự tại, vừa tự do mà tự tại, tự do nó mới tự tại vậy, hiểu chưa? Học Phật mà không tự tại hồng chí. Không, con người thì có những lúc vui, có những lúc buồn, có những lúc khỏe, có những lúc mệt. Nếu có những lúc khỏe, có những lúc mệt, đúng rồi. Nhiều tối lễ Quan Âm thì phải mệt thôi. Lễ mà không mệt. Bây giờ ngồi không thì nó khỏe, chứ làm việc mà làm gì mà nó không mệt. Đúng không? Làm việc mà không mệt. Trời ơi mấy bà, đi lại làm chi mà mồ hôi mồ kê ướt mình hết trơn làm chi. Nó kệ tôi thích như vậy đó. Thích vậy đó được không? Tôi thấy có những người ta bệnh, người ta đi xong rồi cho nó ra mồ hôi. Tôi cái này lâu lâu tôi tái tạo mồ hôi mới, lại Phật Bồ Tát gọi là tái tạo mồ hôi mới. Tuy nó mệt vậy đó mà buổi sau tôi khỏe đó, buổi sau tôi phấn chấn lên nó được không? Có bà kia bà nói dạ thưa thầy, bác sĩ nói con bị ung thư mà giai đoạn đầu, vậy mà con vô con lại 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm về kiểm tra, nó nói hết ung thư. Ghê không? Kinh chưa? Tuy nó mệt nhưng mà nó hết bệnh. Tuy nó đau chân nhưng mà nó cứng xương. Trời ơi, không biết gì chứ. Nó đau chân là vì cái cơ bắp của mình được hoạt bát, nên cái cơ bắp mình nó có sự tái tạo mới vì tế bào. Còn xương thì được cử động khỏe mạnh, xương chắc. Thấy chưa? Nó chứ bây giờ lại 500 danh hiệu mà kêu không mỏi chân, cơ thể người mà sao mỏi, đúng không? Phải mệt thôi, còn la cái đó mà kêu không mệt. Tôi không mệt là tôi không phải người bình thường, hiểu chưa? Mà tôi là người bình thường. Không, hồi tối lễ Phật, lễ Quan Âm tự nhiên sao trạng thái kỳ cục. Hồi tối hồi đó giờ không có nghe, hồi tối bị ói. Vừa lên cái nghe, nhất tâm thanh lễ Nam Mô Hải Diệu,
âm ghê không? Nó lên không được mà, nó lên không được quý vị, tại vì nó muốn ói mà sao lên được. Giờ tôi ghét làm hết dân năm trong danh hiệu cũng lì lắm á, quá lì không? Nó nên thôi kệ, như vậy người ta mới thương nhiều. Ừ, người ta thương nhiều nghe quý vị, thật sự luôn á. Tại vì mình khỏe quá người ta không có thương nhiều đâu quý vị. Nhưng mà khi mình mệt quá người ta thương lắm. Thí dụ như bây giờ mình thương chồng mình đi, mình thương vợ mình đi, mà vợ mình nó làm gì cực quá mình càng thương. Thấy mình thương, còn mình ghét cực cái mồ mày đi. Không ngó ngàng tới, đúng không? Nên cái gì Phật Bồ Tát cũng sắp xếp. Từ một cái khó mà làm được nó mới chân quý. Ừ. Bây giờ nó có những bài pháp gì cho quý vị nghe mà có cảm giác là từ đâu? Từ cái lại Quan Âm mà cực khổ mà nhiệt tình đó mà có bài pháp này đó. Nếu nó không cực khổ sao lên giảng? Nói cái gì? Quý vị nói cái gì giờ? Quý vị biết rằng giảng pháp dù cỡ nào đi chăng nữa vẫn nói cái gì? Vô thường, khổ đau, khỏe, mạnh, bệnh đau, toàn là những cái gì, cái dòng do là chỗ đó không à. Mà bây giờ mình không tu với người ta sao nói? Nên cái người mà bây giờ quý vị tổ chức lại Quan Âm mà quý vị không giảng, không tu, không lại chung, không bao giờ đồng. Không bao giờ đồng. Vì sao? Quý vị đâu có cảm giác đó đâu mà nói. Đó. Bây giờ hồi tối Nhân Đức mệt gì mà sáng mai quý vị thấy Nhân Đức có mệt không? Nó không mệt đâu. Mà bữa nay nó còn khỏe hơn hôm qua nè, chờ xem. Tối nay tôi lại cho mà thấy. Hiểu chưa? Tối nay tôi lại cho mà thấy. Lại kịch liệt cho mà coi. Tôi thấy rồi. Lại mà không vui là mệt hơn là lại vui. Đúng không? 4 ngày nè, tôi thông cảm cho người ta đi, người ta lại vui vui chút cho nó khỏe một chút. Chàng ô. Lại mà nghiêm nó mệt tới ghê trời. Thấy không? Nó đầm đầm luôn vậy đó. Lên không được, mà cuối cùng muốn ói luôn à. Đuối quá. Còn hồi cấp lễ mà vui đồ làm này cái kia vui, cho người ta lễ đi, cho con cháu nó lễ 4 ngày. Trời ơi. Trời ơi. Vui bị ta nói. Mệt tới ghê. Không mà công nhận có ngày đầu mà lễ chầm chầm mệt thiệt nghe quý vị. Công nhận thiệt chứ. Dù cỡ nào cỡ. Nên nói vậy. Thôi kệ đi, bữa nay mình cũng tung tăng một chút nghe. Nên thì biết rằng là không, cái duyên mà mình đi về chùa về đặc biệt thì quý vị, cái duyên về chùa nó cảm giác như là tuy bây giờ mà ngồi đông gì mình, mà ở đâu mà ngồi nó thiệt chứ, ở đâu mà cái pháp hội gì quý vị nhìn đi kìa, nhìn người ta kìa quý vị, quý vị ngồi trong cái pháp hội này phước duyên bị lớn cỡ nào chưa. Nhà Đức nói cho quý vị nghe nha, ở trong cái pháp hội này có Phật Bồ Tát ở trong đây. Cho vì biết á, không giỡn đâu. Nếu không có các ngài gia trì mình yên nổi mới sợ. Người ta tổ chức một cái gì đó nghe, ít người thôi, chừng trăm mấy chục người thôi là người ta phải có phòng y tế gì tùm lum tùm la. Còn mình ở đây có gì đâu. Mà nguyên cái vàng nữa biết ai lo cho nổi. Chắc mờ nguyên cái bệnh viện đến đây để mà lo luôn. Tại vì vì coi đông gì. Nhưng mà mình chỉ là nhờ Phật Bồ Tát gia trì. Mà bữa nay công nhận nha. Đúng rõ ràng. Cái nhà này tự nhiên con người vô ngồi niệm Phật, tự nhiên sao bữa nay nhìn xuống người ta đẹp quá trời.
Ừ. Vì sao? Giống như quang minh phổ chiếu. Thấy không? Ngồi mà ai cũng vui vẻ chứ, biết không? Dù là ngồi nóng nhưng mà trong lòng không có buồn. Ngồi đau chân mà không có tức, đúng không? Nên cái từ trường nó tốt nè. Trời ơi, mình ngồi trong đây, khi mình ngồi kế Bồ Tát nó nghe. Thôi thôi thôi, Bồ Tát Quán Thế Âm thì hiện, mình đâu có biết đâu, ngồi kế bên đó. Mà có khi Bồ Tát ngồi kế bên ngủ gục mới nghe, đừng có cười nghe. Ờ. Bồ Tát thì hiện lạ lắm. Bồ Tát thì hiện ngồi kế bên ngủ gục nè. Rồi Bồ Tát ngồi kế bên bắt điện thoại nè. Thôi mình nghe pháp đi, đừng có cười Bồ Tát nghe. Ừ, nhớ đó. Nên từ nơi đó mà cái pháp hội đông gì mới bị coi quá trời đông. Mà đa phần là người đây là người tu tịnh độ không? Trời ơi, ở đâu mà tập trung cái người tu tịnh độ mà đông gì chạng? Đúng không? Quá trời luôn. Thấy không? Đây là nhân duyên thù thắng nha quý vị. Mà được ngồi chung trong đây có nghĩa là phước duyên của người mình nó tăng, nhất là trước nhất là duyên đó. Duyên của quý vị tăng cực kỳ mạnh luôn. Ngồi trong cái pháp hội này nè. Vỗ tay với mà tỉnh luôn. Không, cái môn vỗ tay này nó hay lắm nha quý vị. Nó làm gì phấn chấn lên á. Ví dụ như mình mà ngủ gục, hơ hơ buồn ngủ đi, mình vỗ tay, mình đừng có gì vỗ nhẹ. Mình làm nè. Nó làm tỉnh lại nghe quý vị. Ừ. Nhưng mà khi con người mình mà nó phấn chấn, nó vui đó, mặt nó hồng lắm. Mặt nó hồng lắm. Còn mình mà ngồi nghe pháp bằng gì là mặt tái mét à. Rồi thấy người ta vỗ tay mà kiểu ngồi kiểu đó mà buồn ngủ mà nó mệt á. Rồi xong cái thấy người ta vỗ tay quá, cái đâu có nghe được. Mà mình đang buồn ngủ mà đâu có nghe đâu. Mà thấy người ta vỗ tay hoài không biết mà nghe, mà vỗ tay hoài làm tôi giật mình hoài. Mình chút cái quay lại là nhìn người ta mà làm vậy nè. Đang buồn ngủ vỗ tay hoài, biết nghe gì mà vỗ tay hoài. Thấy người ta vỗ tay cái đầu đưa cái tay lên vỗ làm vậy nè. Vỗ tay mà. Xong rồi tiếp tục, người ta nghe quá còn ngồi làm vậy nè. Ê, mày nhìn qua đi, nhìn cái mặt đi, tái mét à. Còn mấy cái bà cười là mặt hồng lắm nghe. À, còn mấy bà ngủ gục là mặt tái mét à. Mà tái mét một chút rồi cái miệng làm nè. Mà gặp hô những đức nữa. Ồ, có cái bà kia bà nói, trời ơi thầy, bữa đó con ngồi nghe khóa kế cái bà đó con cười muốn chết. Hỏi sao vậy? Bà ngồi mà bà nghe khóa mà bà ngu gục, bà chảy nước miếng ướt cái áo hết trơn. Thầy ơi, nó ngủ gục quý vị. Mình ngủ gục một chút nước miếng mình nó chảy. Nhất là ngủ gục mà giữa kiểu mà cái miệng mà để gì là nó chảy à. Ví dụ như có những người ta ngủ gì thì nó không chảy. Không chảy mà gặp mà ngủ mà gì là chảy nè. Nó chạy theo cái đường này nè, chạy xuống nhiễu vô áo. Cái bà ngồi kế bên nói, tàu con thấy đâu mà con gớm quá trời gớm. Thôi kệ bà đi, con không dám đụng bà. Mà có những người ta ngủ gục mình đụng người ta, ta không chịu nghe. Có những người ta ngủ gục mà mình khiều khiều người ta làm nè. Người ta ngủ rõ ràng vậy đó mà mình khiều họ cái làm nè. Mình khiều thêm cái nữa cái họ làm nè. Mình khiêu thêm cái nào quay lại. Tôi thích nghe pháp nhắm mắt. Người ta nghe thầy giảng hồi nãy giờ đang vô. Khiêu hoài.
tôi mà tôi nhắm mắt tới cái mức đó là tôi vô định rồi đó. Kiều hoài, đừng nói, mai mốt đừng kiều tôi nữa nha. Kiều tôi là bực mình lắm, giỡn đó, khó chịu lắm rồi đó. Vô định. Ồ, ghê lắm mấy vị ơi. Bởi vì nói giảng pháp mà nó mà im là ngủ. Gặp hồi nãy tới giờ mà những đức lên, mà gặp mà những đức nói cái chuyện gì đâu, không có dính dáng quý vị chứ á, là quý vị không có nghe được đâu. Có nghĩa là Phật pháp đó là một phương tiện dẫn đi, nó dẫn cái ngủ quý vị đi, nó dẫn mấy thằng ngủ đi, mấy thằng ngủ trong tâm quý vị đi, đi ra rồi nó mới bỏ Phật pháp vô. Cái này mới là cao thủ nè, cao thủ núp trong lá ủ. Nhớ. Còn gặp mà những đức lên mà nói chánh tông quý vị không có vô được. Quý vị đâu có dính dáng gì đâu, thấy không? Vô nói gì đâu, văn tự cao siêu không á. Vì ngồi nghe chút là bà nào bà nói vậy nè. Khiều quá kêu là hiểu gì không chị? Không, không hiểu. Thầy giảng thầy hiểu. Tao hiểu gì? Lỡ tôi không biết được cái gì hết trơn á, đúng không? Nó còn quý vị đây hồi nãy giờ, quý vị biết sao quý vị thích là đây không? Cười nhiều. Nội mà dạy được cái cười thôi cũng ngon rồi, đúng không? Không cần hiểu nhiều, dạy cười là được rồi, hiểu không? Đó, có nhiều cười hết nhiều. Nó về cái theo cái đà này mà cười lấy ra hoài vậy đó. Những đức nói nghe quý vị mà lại xong ngày thứ tư quý vị sẽ thấy. Thấy cái gì thầy? Có những người hỏi, người ngồi với tôi hỏi thấy cái gì thầy? Rồi bà lại xong ngày thứ tư đi, rồi bà sẽ biết thấy cái gì. Bây giờ mà tôi nói thấy cái gì nó không còn cảm giác ngày thứ tư. Thà để như vậy đấy, rồi ngày thứ tư bà sẽ thấy. Thôi dạ tôi thầy bọc mí một chút thôi. Đức nói rằng thấy cái bà cần thấy. Còn mấy ông thấy cái mà ông cần thấy, hiểu không? Rồi cứ gán cố gắng đi. Khi lại xong mà tối thứ tư mà xong hết trơn rồi sẽ thấy à. Cuộc đời bị chưa từng bao giờ thấy được cái cảm giác này luôn, hiểu chưa? Xong ngày thứ tư đi rồi vị sẽ biết đặc biệt lắm. Rồi tôi nói cái cảm giác đó mà cả đời người cũng chưa có cảm giác được, đúng không? Thù thắng lắm. Quá thù thắng luôn, thấy không? Nó nên á, hòm cái nhân viên này thôi quá tuyệt vời. Nhân viên này tuyệt vời, số 1. Pháp môn Tịnh Độ số 1. Niệm Phật là số 1. Cầu giảng sanh là số 1. Trời ơi, phàm phu như mình ở cõi này nghe, mà bây giờ nghe Tịnh Độ mà bây giờ đang háo hức gì? Quý vị biết mười phương chư Phật các ngài cũng đang khen quý vị đó. À, chuyện giỡn à. Ôi trời ơi, cái pháp hội tu nhiều người niệm Phật đang ngồi đây làm gì? Chư Phật Bồ Tát nhìn xuống nói, ủa ở đâu mà đông dữ vậy ha? Làm gì dữ ha? Bạch Đức Thế Tôn, đây là những chúng sanh niệm Phật. Chúng sanh niệm Phật. Ồ, sanh niệm Phật đông dữ ha. Cái cõi ta bà này, ở đất nước Việt Nam mà có những chúng sanh niệm Phật đông như thế à. Ồ. À, vậy là cái quốc độ mà ở nước Việt Nam này dù có tai nạn gì cũng sẽ quá giải vì sao? Vì nhiều người niệm Phật quá. Thấy chưa? Đó, nhớ nghe. Gặp pháp môn niệm Phật thì trong cuộc đời chúng ta dù có sự trở ngại gì trong cuộc đời chúng ta, chúng ta cũng cảm thấy an ủi khi đến cuộc đời này mà gặp được pháp môn niệm Phật. Nhớ.
thêm cái nữa, đi đến đây mà gieo duyên ở đây. Thì quý vị nhớ là mỗi một con người chúng ta đều có cơ hội sẽ đi đến đây và giảng sanh ở đây, chắc chắn luôn. Chứ sao, chùa rộng quá mà, hiểu không? Rồi lỡ mà mình cuộc đời mình trong tất cả các cô ở đây mà tự nhiên số phận cuộc đời mấy cô chồng nó đuổi ra khỏi nhà, thì bây giờ mình cũng có chỗ đi, đúng không? Không có đi tầm bậy nữa. Cái khi mình còn trẻ trẻ mà chồng đuổi mình ra khỏi nhà, mình không biết đi làm gì, mình đi làm tầm bậy tầm bạ kiếm tiền, bán quán cà phê đồ, hiểu không? Hoặc là sùng sồn đi lấy chồng người ta, đủ kỳ cục dữ lắm, hiểu chưa? Bây giờ thôi, mấy cái việc này chấm dứt. Ông đuổi tôi phải không? Tôi làm vợ tôi, ông đuổi tôi phải không? Mười mấy năm làm vợ ông, đẻ mấy đứa con vợ, ông đuổi tôi phải không? Tôi đuổi bà đó là sao? Đi ra khỏi nhà tôi, cưới con khác. Vô tình dữ vậy, ông đuổi tôi thiệt phải không? Thiệt, đi đi. Tôi đi thiệt á, đi đi. Xếp đồ liền, không cần xếp đồ gì hết, tôi lấy hai bộ đồ lam à. Nói lại một câu, tôi nói cho ông biết nghe, tôi đi không phải tôi đi làm kiếm tiền đâu, tôi đi tu đó. Ông mà tìm tôi muốn rước tôi về là phải cạo đầu mà được rước tôi về chứ sao. Nhớ nghe, xưa không có cửa đó đâu, làm thì có chuyện tôi rước bà. Ông chờ xem, tôi tu đến một ngày nào rồi ông thấy tôi đẹp cho mà thấy. Bây giờ ở nhà bèo nhèo nghe, lo cho chồng lo cho con cực khổ, có khi nó còn chửi mắng. Thôi kệ, thì bây giờ mình thiếu nợ mình trả đi. Nhưng mà nếu nó đuổi mình thì chắc mình hết nợ rồi. Đuổi mới nghe, đuổi thiệt luôn á, nó đuổi nhiều câu lắm mới đi, chứ không phải vừa đi đi cái là xách gói mình đi. Vậy là mình kỳ quá, không được. Để cho nó đuổi, nó đuổi thiệt tình, đuổi nhiệt tình, đuổi hết mình. Hiểu chưa? Đuổi mà không còn chút tình, hiểu không? Đuổi cái đó đó rồi là mình thấy thiệt rồi, hiểu không? Nếu quý vị mà quyết định quý vị đi tu, giấy tờ đàng hoàng, nhờ cái gì cũng phải rõ ràng. Rồi lúc đó đi đến đây cùng với những đức nuôi với bà già. Mỗi ngày được niệm Phật, nghe Pháp, làm công quả có phước duyên, thấy không? Ở nhà cực khổ quá trời, lo cho chồng lo cho con, mà khi nó còn chửi, nó chửi xong rồi nó lúc nào nó muốn nó muốn giống hôm qua cái ông kia, ông nói tục tưng tục tưng tục tưng. Trời ơi mệt tới ghê. Mình thấy thê thảm quý vị. Mình thấy tự nhiên mình sanh ra đời làm kiếp người phụ nữ, tự nhiên giống như là một niềm vui cho người khác. Lúc thích thì người ta đem ra, lúc người ta không thích rồi người ta đưa qua một bên, hiểu không? Nó lúc nó thương nó yêu thì tục 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 tục. Trời ơi, tự nhiên bây giờ mình có cơ hội mình làm trượng phu rồi, hiểu không? Mà vô đây á, niệm Phật nè, làm công quả nè, sống như ngày tháng còn lại, không có tục tưng nữa đâu đó. Ngon lành luôn, hiểu không? Vô đây mà tôi tuốt một thời gian thôi, hồi ô chồng nó mê thấy mồ, đừng nói chuyện dẫn chơi, hiểu không? Nó tại vì sao cái tâm trạng mỗi ngày nó an lạc, nó vui, quý vị, nó an lạc nó vui nên tự nhiên cuộc đời mình đặc biệt lắm, thấy không? Bây giờ nè, bây giờ áp dụng cái pháp này tại nhà mà tu cũng vui nè. Tại nhà mình mỗi ngày, ngày xưa chồng nói này nói kia nói nọ, vợ nói này nói kia nói nọ buồn, từ hôm nay
không buồn nữa. Nhớ, không buồn nữa nghe. À, nói chuyện sẽ rửa cháy lo. Không mà công nhận quý vị thấy những đức mà đúng ra chiều lại Quan Âm thì giờ dưỡng sức đúng không? Nhưng có sức đâu dưỡng. Những đức nói cho quý vị nghe, dưỡng sức là nó không có sức, mà bố thí sức thì nó mới có sức. 100%. Người ta từ phương xa về đây mà bỏ công ăn việc làm mà về đây còn gặp thầy dưỡng sức nữa, thì con tu với ai đây? Thấy chưa? Nên mình phải nhiệt tình, vì người ta quá nhiệt tình mà. Từ miền mà ngoài phương xa, miền Tây, Cà Mau, Gạch Giá, từ nơi đó mà tùm lum tùm la ở người ta về đây mà mình mà không nhiệt tình, vậy thì mình không có sức rồi quý vị à. Phải hết lòng đem cái sức này trang trải hết. Hết lòng hết dạ đúng không? Mà nói chuyện mới nói cho mạnh. Chứ gặp mà lên mà dưỡng sức á. Gặp mà lên mà dưỡng sức nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Không, nói nhẹ 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 chút ở dưới. Hết giờ rồi. Cái gì hết giờ hả? Nãy giờ thầy giảng lâu chưa ta? Cái gì tiếng à, tiếng mấy à, tiếng mấy à? Ủa sao mau dữ cái trời. Thầy ngủ không mà không mau sao được. Ngủ nó mau lắm mới bị ô. Ồ. Nên mấy cái người mà ngồi đây ngủ á là cái sức định họ sâu. Tại sao vì mình la sùm mà họ ngủ được. Quá hay. Công nhận. Phải biểu dương mấy người này. Quá tự tại luôn. Ta vỗ tay, ta cười sùm nhưng mà vẫn ngủ được, hay thiệt. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà không mà ngồi như mình nói chuyện kiểu đơn giản gì mà sao và làm như nó trúng chúng ta hết trơn quý vị ơi. À, có bà kia bà nói là, con nói thiệt với thầy nghe, có khi thầy giảng mà con nghĩ rằng là thầy chửi con nói trời. Thầy giảng mà giống như thầy chửi con không à. Bộ thầy biết chuyện của con hả? Từ đầu tới cuối con thấy thầy chửi con không à. Nói đâu có chửi bà đâu, làm gì chửi. Nói à, con thấy toàn thầy chửi không à. Tao nói cái gì con cũng dính với ngộ ghê. Hiểu không? Nên từ nơi đó quý vị biết, nói như vậy nó mới dính ngay mình, mà dính ngay mình mới thích nghe. Đúng không? Nên tại sao mấy cô nghe hoài cũng được nè. Tại vì nó dính ngay mình, mà mình chưa có sửa được. Chưa có sửa được thì mình phải nghe. Chứ sao bây giờ? Cái bà kia bà hỏi cái bà này, bà nói ủa tôi thấy thầy đứa con giảng con nhiều lắm, giảng tới giảng lui hoài mà bà sao bà từng nào bà cũng đi nghe chứ. Bữa nay thì có nhiều tới lui hoài mà tôi có làm được đâu, tôi phải nghe chứ sao bây giờ. Mà ngộ lắm bà, ông giảng con nhiều đó sao mắc cười quá bà ơi, ngộ vậy đó à, mà lạ mắc cười. Bây giờ nội mà cái đề này không thì thấy không, nội mà cái đề học này thôi lại bị biết những đức biết cái tính tình người ta. Nó mà cái đề này là những đứa biết cái tính tình mình là mình muốn cái gì vậy nè. Gia đạo nhiều bất thường có phương pháp nào quá giải không? Phải không? Đa phần chúng ta cái gia đạo mình nhiều bất thường lắm đấy quý vị. Chuyện này chuyện kia xảy ra. Đúng không? Thì phương pháp nào quá giải không? Ăn chay niệm Phật là quá giải đó. Hiểu không? Dừng sát nghiệp trong nhà. Niệm Phật là hòa hài với gia đình. Đó. Niệm Phật là hòa hài với gia đình nghe.
Người niệm Phật là người nhịn được chồng, người niệm Phật là người nhịn được vợ, người niệm Phật là người không trách con mình bất hiếu với mình. Vì sao? Hiếu nợ thì trả đi, than van làm gì? Rõ ràng không? Chỗ này mà làm được, mà ăn chay niệm Phật nữa, hiền rồi. Vậy thì nghiệp gì mà không chuyển? Nghiệp gì mà không chuyển? Phước gì mà không tăng? Nghiệp đã chuyển thì phước tăng, mà nghiệp đã tăng thì phước giảm. Nhớ nghe không? Bây giờ ly nước này nó còn nửa ly là phước, còn nửa phần thì dù cỡ nào làm ăn cũng được. Muốn xài, bây giờ muốn mua chiếc xe hơi nè, đúng không? Có nước uống liền. Mua thêm cái nhà. Ủa? Không chế vô luôn, không chế vô thêm nữa, uống hoài luôn. À, muốn mua căn biệt thự ở Đà Lạt, uống. Biệt thự nhiều một chút, nghe không? Bây giờ còn tiền mà. Còn tiền, bây giờ làm gì đây? Cứ con vợ nhỏ. Cứ con vợ nhỏ là xài nhiều lắm đó nghe. Uống luôn. Hết trơn. Hết trơn rồi. Cái ly này hết nước rồi. Hiểu không? Bây giờ hết trơn. Bây giờ muốn nữa được không? Hết rồi còn sao muốn được. Đúng ra đầu tiên á, mua chiếc xe thì uống miếng rồi thì mình chế vô miếng lỡ mình đem cái nước này mình cho người ta thì nước này sẽ dâng lên của mình. Rồi xong mình dùng miếng mình đi còn quá mình đi đem cho người ta thì nước nó chế vô ly mình nữa. Thì mình dùng hoài mà nước trong ly vẫn còn. Hiểu chưa? Còn bây giờ mình xài quá trời luôn, nghiệp mình nặng rồi, phước mình hết rồi, tới lúc cuối cùng mình suy nghĩ tiêu cực là mình làm gì? Mình cứ vợ nhỏ là thấy tan nhà mất mạng rồi, thấy chưa? Rồi còn gì nữa đâu? Còn gì nữa đâu hết trơn à? Giảng cái này là dễ hiểu nhất luôn, cực kỳ dễ hiểu luôn. Nên gia đạo nghèo đến mức mà không còn miếng phước nữa thì giỏi lắm tay làm hàm nhai thôi, tay ngưng hàm nhịn thôi, chứ ai cho quý vị? Nên làm hoài còng lưng, mà làm mà không có dư là gì trong mạng hết rồi. Làm chỉ đủ xài thôi chứ không bao giờ có dư. Còn trong mạng người ta mà có nước như nãy thì giờ người ta ở không nó cũng có dùng, nó thấy chưa? Ở không cũng có nữa. Nên cái nhà kế bên nó làm ác thấy ghê mà nó còn trúng số. Vì trong mạng nó là còn nước, còn tiền nè. Thì bây giờ nó mua giấy số thì nó phải trúng chứ làm sao. Còn trong mạng mình nó có miếng gì đâu mình mua. Mình á, mình Tết nhất hay đám giỗ mình là mình thắp nhang cho ông bà mình. Dạ ông bà nhà mình nghèo lắm ông bà ơi. Ông bà giá hộ, con mua 5 tấm giấy số này trúng đi. Con mua con heo cúng ông bà. Giấy ghê lắm vị ơi, mua giấy số mà gian giấy ghê lắm. Cuối cùng có trúng đâu. Mà lúc hồi xưa những đứa mua giấy số có lần mua là gì? Lỡ vào thờ ông bà gia hộ con trúng tấm giấy số này đi ông bà. Coi trúng giấy số này con cứ vợ liền. Mua hoài không trúng. Lâu lâu trúng được hai con. Trúng hai con. Vì coi á, đâu có được đâu, vì sao? Trong mạng không có tiền. Nên tất cả những người cực cả đời mà vẫn nghèo là vì sao? Trong mạng không có phước. Về đây lỡ ngay cái thùng tam bảo nào đó, đứng. Người ta nghe pháp xong á, chắc chắn người ta phải lỡ mấy cái thùng tam bảo nào cúng à. Chắc chắn luôn. Không có tiền cúng, lỡ nó đứng chơi vậy đó. Đứng chắp tay lên. Mỗi lần ai bỏ tiền vô cái A Di Đà Phật thì hỷ.
cứ làm hoài vậy đó. Ơ không làm gì, ơ không đi vòng vòng chứ, đứng đó làm vậy đó, 4 ngày làm vậy đó. Rồi quý vị sẽ thấy cái phước quý vị tăng lên lớn, cực kỳ lớn luôn. Ồ, mình đâu có tiền cúng dường đâu. Nà, còn gặp người ta cúng dường mình không hiểu, mình làm nay trời ơi mấy bà này có tiền lo ăn uống gì, cúng chi mà bỏ vô thùng đảm bảo chi không biết. Nó không cúng mà còn nói kiểu đó, nó chèn nó chèn. À, ngộ lắm. Có những người người ta kỳ lắm quý vị, cái tâm lượng hẹp hòi kỳ lắm. Ví dụ như có người thân bên Mỹ gì thì người Việt Kiều thì người ta ít gì cũng muốn ra vẻ mình là người có tiền. Ví dụ đi, bắt đầu là người ta về Việt Nam, cái đầu đi chung với bà con ở Việt Nam, cái gặp người ta có tặc đồ này kia, cái cầm tiền ra, cái lấy tấm giấy 200 ngàn đồ ra đồ cho. Mà thường người Việt Nam mình cho người đi xin 2 ngàn hoặc 5 ngàn dữ lắm rồi, đúng không? Nhưng mà đem tấm giấy 200 ngàn ra, cái người Việt Nam mình chạy là nhiều lắm được. Nè, nhiêu? 10 ngàn bớt 190 ngàn, bậy, cái nó bậy rồi đó. Cái số người ta đúng ra được 200 ngàn, để cho người ta, cho người ta 200 ngàn đi, tiền của người ta, phải tiền của mình đâu, mà mình đi chặn lại 190 ngàn của người ta, vô duyên. Thấy chưa? Không biết tùy hỷ. Đã mình không có bố thí cúng dường, mình nghèo rồi mà bây giờ để người ta bố thí cúng dường. Ví dụ như mình nghèo đi, mình không có tiền cúng dường, nhưng mình gặp chùa người ta, chương trình khiếm thị hay là làm tượng Phật hay xây chùa tạo tượng đúc chuông làm thiện, làm này làm kia, làm máy niệm Phật đồ cho người ta đâu, máy nghe pháp cho người ta đâu. Mình chỉ người ta, trời ơi anh chị, nhà anh chị khá giả, em thấy cái chỗ đó làm tốt chứ ghê, anh chị làm tu phước tu duyên, em mà có tiền em làm liền, em nói thiệt luôn. Ngại em không có tiền, chứ em mà có tiền là em làm việc chỗ đó, nhà cái chỗ đó tốt, cái chỗ làm tốt ghê, anh chị làm đi chỗ đó tốt. Nè em báo cho anh chị biết, mùng 3 tháng 7 khiếm thị, chương trình người mù thầy tổ chức, gần 5.000 người mù què hoặc nghèo nàn về, đổi tiền ra đi anh, thấy không, cho người khoảng cỡ 50.000 cũng được. Còn nếu héo hơn thì 20 cũng được, còn nghèo nữa thì 10.000 cũng được, còn nghèo nữa thì 5.000 cũng được. Thôi nghèo tới đây thôi chứ nghèo nữa tôi hết sống luôn, hiểu không? Đó, mình chỉ người ta đi. Nên mấy người mà giàu giàu đâu á, trời ơi, đây là cái cơ hội để tu phước tu duyên. Ở đâu mà gom được người khiếm thị 5.000 người? Trời ơi, hiểu không? Đó. Rồi hoặc là chiến này ở phương xa mình đến, mình đến là mình không có làm được, thì sao? Bữa đó mình không có ở đi được, đó mình bỏ vô thùng tam bảo, hiểu không? Cho thầy bữa đó mình làm. Nó những đứa để cái thùng cái chăn chỗ bán máy, cái thùng vàng vàng á, bỏ vô đi. Ồ, chỉ cho. Rồi cái công đi sức chỉ lớn lắm nghe. Chỉ chứ đâu có bắt buộc, hiểu không? Ví dụ như giờ trong đây có nhiều Phật tử nghe những đứa giảng pháp, cũng muốn gặp những đứa cúng dường này kia, gặp đông quá không có hay. Ông thầy ổng giảng pháp xong mà tập trung lại đưa tiền cho ổng, nó không có hay chút nào quý vị ơi. Vì thương những đức, vì giúp những đức đi, đừng có làm gì, hiểu không? Từ khi là gặp chỗ nào kín đáo đàng hoàng, mình cúng dường đừng để người ta thấy. Chứ không thôi người ta thấy, người ta nói ông thầy này vừa giảng pháp xong dụ dỗ người ta cúng dường tiền quá trời, người ta chụp hình lại cái mấy công, người ta nói này nói kia không có hay. Nên những đức gì sao mà trước công chúng á, không có chịu kiểu mà gặp nhau ì ì tập trung lại chụp hình cúng dường. Chụp hình thì được, tôi xấu thì chụp bao nhiêu nó cũng xấu thôi, tôi không có chạy cái vụ này. Nhưng mà đừng có cúng dường tiền ngay cái chỗ ngồi của những đức, hiểu chưa? Nó nhiều người người ta lỡ cúng quá người ta để ý á, ai biết trong đây đông người, tôi cũng không biết ai là ai đâu, người ta để ý phải không? Nhiều người ta cũng bị vậy mà. À, thì tôi chỉ cho một thùng tam bảo đây, hai là cái thùng vàng vàng tôi để ngay chăng cái phòng máy đó, cái dược á, là tôi định là cái thùng đó là tôi để mà cho bị cúng dường chương trình khiếm thị đó.
Nó cúng bỏ vô đó đi là xong rồi, khỏi gặp những đức. Trời, những đức giả muốn le lử luôn mà còn gặp nữa, kiểu này chắc xe chiều chắc lên chắc hết nói nổi luôn quá, chết queo. Nếu không rồi tối còn lại Quan Âm nữa đó. Thật sự mà nói quý vị ơi, quý vị về đây những đức tiếp quý vị gì cũng là quá nhiệt tình rồi đó quý vị. Cả ngày rồi còn gì nữa mà không nhiệt tình nữa trời. Chứ đừng có nói ông thầy Đức bây giờ ổng cũng có tiếng rồi, bây giờ không gặp ai vậy. Từ xưa giờ tôi đều gì, đều là giảng pháp không là quá ngon, ai cũng gì, giàu nghèo gì cũng y rang luôn còn gì. Nhưng có những phái đoàn ở xa thì sáng 21 họ còn ở lại thì mình gặp họ thì bình thường, tại vì xong việc rồi. Gặp thoải mái, xong việc rồi, 4 ngày xong rồi, còn mấy ngày này thôi dưỡng sức khỏe để mà mình làm việc cho tròn vẹn 4 ngày, cũng cầu Phật Bồ Tát gia hộ sao mà bây giờ con cũng vì chúng sanh, vì mọi người mà con làm việc này. Thì có những lúc mệt nhưng mà thôi các ngày cũng chéo chéo một miếng cho nó khỏe, hồi phục liền sức khỏe đi, chứ con mà yếu con kiệt sức làm sao con làm nổi chợ. Bây giờ Phật Bồ Tát ở đâu con không biết, nhưng mà con thấy con ở đây là con làm việc cho các ngài nhiệt tình rồi đó. Bây giờ con đem cái pháp niệm Phật của các ngài con đi dạy người ta là con làm việc cho các ngài rồi còn cái gì. Thì bây giờ thôi các ngài cho con sức khỏe phải phi thường chút, để cho Phật tử người ta thấy người ta có lòng tin, người ta càng cao với tịnh độ. Những đức nói thiệt nghe, những đức là phàm tăng nghe, nhưng mà cái tâm những đức dành cho quý vị, cho Phật tử mà hướng dẫn tu á, là những đức tặng đáy lòng mình rồi đó, thiệt luôn á. Ơi, nói chuyện kiểu này mà chút về phòng nó nói ăn cơm nuốt cơm vô nó cũng rát cuốn họng đó quý vị ơi, chứ không có giỡn đâu nghe. Nói chuyện nó cũng đau cổ chứ giỡn đâu, rát cuốn họng. Nó rồi chiều lại một cái nữa, tối về một cái nữa khạc ra cục máu, còn cổ nó chảy máu nó, rồi xong lấy muối ngậm vô nó rét muốn ăn chết, để ngày mai nó lành với thương cổ lại tiếp tục đánh chặn nữa, đánh tới ngày thứ tư lành luôn chứ sao. Nói chuyện mà kiểu đó, từng cổ bên trong ấy vì nó bị chày, cái lớp cổ bên trong nó mỏng lắm, nó chày quý vị. Rồi mình la cái đó đó, mình la cái đó nó khô cuốn họng lại, bắt đầu nó chày, nó chạy gần cổ bên trong, nên khi mà nó rét quá khạc nó ra máu. Mình nghĩ thôi mình làm việc cho Phật Bồ Tát mai mốt cũng chết rồi, thôi giờ mình làm tớ luôn nghe không. Gia đạo là gia đình nhiều bất thường, giống như gia đình này từng đời ung thư hay từng đời có người bị bệnh tâm thần, hoặc là từng đời gia đạo này tật nguyền cứ kéo dài từng đời, rồi cái gia đạo này từng đời cái chết yểu. Nói tóm lại là gia đạo này không tốt, rất nhiều việc bất thường lu bu lộn xộn. Vậy thì có cách nào hóa giải hay không? Trước nhất là nói ảnh hưởng từ người đi trước rất là lớn quý vị nhớ nha. Thí dụ như gia đạo này ông bà của họ làm nghề thầy thuốc, nhưng vì tiền không có gì cứu người, mà xem mạng người rẻ quá, thì ông bà làm việc gì con cháu học theo thì nó được phước hưởng một hai đời. Nhưng khi tới đời thứ ba hết phước thì bắt đầu gia đạo này suy tàn. Tới lúc suy tàn là xảy ra sự việc rồi đó, không? Hoặc là gia đạo này làm nghề sát sanh, có những cái quán ăn ta để là quán ăn gia truyền, ví dụ như quán ăn thỏ hay là dê gì đó gia truyền, hoặc là châu bò vậy đó gia truyền, thì họ hưởng phước có khi được một đợt hai đợt. Nghĩa là gia đạo này phước lớn dữ lắm, phước rất là lớn, nhưng mà do tạo nghề làm nghề sát sanh, sát sanh hại vật mà còn giàu được khoảng hai đợt, tới đợt thứ ba thì suy tài, bắt đầu là nghiệp quả nó ập xuống,
gia đạo này người chết yểu, người bệnh đau, rồi tiền bạc mất sạch, gọi là si tạng nha. Nhất là nghề sát sanh, hoặc là làm nghề thầy thuốc mà chỉ có biết tiền mà không xem trọng mạng người khác. Hoặc là người ta bệnh đau nửa đêm mà kêu cửa mà đuổi người ta đi, mắc đức, mắc đức vậy lắm. Hoặc là những mùa hạn hán mà của cứu vợ, mà ông bà của mình đi lấy cái của đó để mà lo cho gia đình, ghê lắm nghe. Hoặc là cái của công mà làm đường xá mà dám lấy để dùng nó đó. Ông bà mình làm những nghề gì á, rồi con cháu nó cũng còn cái hậu phước nên tiếp tục nó làm nghề gì, rồi nó làm thêm, tiếp tục làm theo, làm theo. Nghĩa là ông bà làm thì con cháu làm theo, nên gia đạo này đến khi suy tàn thì tự nhiên con cháu sinh vô gia đình đó. Nào là tặc nguyền, nào là phá gia chi tử, nào là hỗn ẩu, rồi làm ảnh hưởng chòm sớm láng giềng. Đó đó, nhìn những gia đạo vậy đó. Giống như Như Đức từng đọc một câu chuyện, mà câu chuyện này có đóng phim luôn. Gia đình khi coi phong thủy một cái nơi nọ để xây mồ mả ông bà ngay cái nơi đó gọi là phong thủy tốt. Khi mà đào đất cái nơi đó thì ngay cái ổ rắn, nhiều rắn lắm. Thì tối đêm đó rắn chúa về báo mộng, nói rằng xin ông cho chúng tôi thêm thời gian 3 ngày nữa đi, chúng tôi sẽ dọn hết tất cả dòng họ chúng tôi đi, lúc đó ông hãy đào chỗ này. Ông nào không tin, nằm mơ nói rõ ràng vậy, ông không tin thì ông cho đào luôn. Khi đào xuống thì thấy nguyên một cái ổ rắn, trong đó có khoảng hơn 900 con rắn mấy đời. Ông dùng lửa ông đốt sạch cái ổ rắn luôn, hơn 900 con rắn. Thì tối lại thì về trợn mắt nói với ông rằng tôi đã nói với ông rồi, cho chúng tôi xin 3 ngày dọn thôi mà ông không cho. Ông chờ xem dòng họ tôi chết bao nhiêu thì gia đạo ông sẽ chết bao nhiêu. Gia đạo là quan lớn mà thịnh lắm, ngày xưa người ta dòng họ người ta, dòng tộc người ta ở có thể cả ngàn người, gia đình ta thịnh. Thì vị biết rằng là gia đình nó sanh ra là một người con trai, sau này đứa con nó nói chuyện thẳng thắn quá, đụng tới vua vậy mà chu di hoàng tộc, có nghĩa là giết hết cả dòng họ chứ không phải hoàng tộc, mà dòng họ làm quan lắm, dòng họ chết hơn 900 người, giết hết luôn. Thế cái quả báo kinh chưa? Nghĩa là họ có thể vì cái nghiệp ác đó, đó họ có thể đi gặp vua Diêm Vương để xin, họ xin vào gia đình đó để mà báo thù. Tại vì cái nghiệp quả mà họ có quyền chứ, họ sẽ xin lại gia đình đó. Tại vì cái gia đình nó tạo nghiệp ác hết thờ rồi, thì họ xin vào gia đình đó họ quậy cho tan nát. Quý vị cũng thấy mà có những gia đình không thịnh vậy mà tự nhiên sanh đứa con vô phá gia chi tử, phá sản luôn, đúng không? Một đứa con thôi, nó vô một là nó bệnh đau, nó làm cho gia đình này mất sạch tiền luôn. Hoặc là nó không bệnh đau thì nó vô nó ăn chơi, nó làm cho gia đình này banh chành luôn. Hoặc nó làm cho gia đình này là mất tiếng tăm luôn. Có những đứa con sinh vô gia đình làm gì đó quý vị nhớ. Nên ông bà đi trước ảnh hưởng rất lớn cho con cháu về sau. Như bây giờ quý vị ngồi đây, ông bà biết tu hành niệm Phật, ở nhà mỗi ngày niệm Phật lễ Phật nghe Pháp, con cháu nó nhìn nó chưa làm theo, nhưng mà nó đã bị ảnh hưởng rồi. Vì càng tu về càng dễ tính, vì càng quan hỷ, thì con cháu nó thấy vậy mà nó học theo, nó nhìn ông bà của mình dễ thương quá, chắc mình phải làm theo quá. Nó thấy chưa?
Nên cái gia đạo mà thờ Phật á, là cái gia đạo này có đức dữ lắm. Trong gia đình mà thờ Phật Bồ Tát có đức dữ lắm. Cái gia đạo này do còn cái nghiệp nên chưa có phát triển thôi, nhưng mà chắc chắn rằng gia đạo này về sau sẽ phát triển, chắc chắn luôn. Nên quý vị biết rằng Phật Pháp á, là cái câu nói ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Ông tu thì ông có lợi ích của ông. Ông dạy người ta mà người ta làm thì người ta có lợi ích của người ta. Nhưng ông dạy người ta mà người ta không làm thì ông tu là ông được lợi ích, ông dạy người ta ông được lợi ích. Còn ta không làm chuyện của người ta. Nhớ. Chứ mình đừng có bao giờ mà mình nói rằng là cái gia đình này đi tu tối ngày mà sao con cháu nó hư, tại nó hư. Chứ đâu phải là mình kêu nó hư. Hoặc là mình dẫn người ta đi tu, mình trưởng đầu mình dẫn người ta đi tu mà con mình nó không tu, chồng mình không tu, vợ mình nó không tu, ví dụ. Cái chuyện họ không tu là cái nghiệp của họ. Còn người này dẫn đoàn đi tu là việc tốt của người này. Mình hãy nhìn cái việc tốt của người ta. Còn cái chuyện dòng họ là cái chuyện kể dòng họ. Hiểu không? À, mình đi cộng vô làm gì à? Ai tốt thì được tốt chứ. Hiểu không? Giống như vàng cùng với bạc với đá sỏi thì bị lựa vàng đi. Còn hết vàng rồi lấy bạc. Hiểu không? Còn hai cái kia cũng hết luôn thì lụm đá sỏi về sắp ngoài xăng. Đi cho đỡ dính bùn. Hiểu không? Kẹt quá. Đó. Nên á, mình đừng có bao giờ nói rằng gia đình nó có người đi tu hay mấy người đi tu mà sao gia đình nó không có thịnh. Thì tại gia đình nó họ không tu. Chứ nếu như họ tu thì họ thịnh chứ làm sao. Họ tu theo thì họ thịnh. Bây giờ quý vị thấy rõ ràng. Như gia đình Nhân Đức ngày xưa cũng nghèo. Mà Nhân Đức đi tu bây giờ Nhân Đức có nghèo đâu. Thấy rõ không? À, nhưng mà anh chị Nhân Đức vẫn còn nghèo. Tại vì họ chưa hoàn toàn tin, họ chưa hoàn toàn làm. Nên họ chưa có phát triển được. Còn Nhân Đức thì làm tặng cùng luôn. Làm quá mạnh. Chuyển luôn cái nghiệp cuộc đời Nhân Đức luôn. Thấy chưa? Thấy rõ chưa? À. Còn thí dụ như bây giờ chúng ta nói Hòa Thượng mình đi, ngày đi tu đó. Nếu mà nói với Hòa Thượng mình là quá khứ là đầy đủ, từ là vật chất cho đến tiếng tâm, từ phước báo, nhưng mà thí dụ như bây giờ những người trong gia đình Hòa Thượng không tu sao bằng Hòa Thượng, hiểu không? Những người đi có vợ có chồng sao bằng Hòa Thượng được, đâu bằng Hòa Thượng đâu. Dù họ có tu họ cũng bằng Hòa Thượng nữa. Nhưng Hòa Thượng đi xuất gia đi tu mà làm việc cho mọi người hoàn toàn vì người, thì cái phước Hòa Thượng lớn hơn là họ làm vì gia đình họ. Rõ ràng không? Bây giờ như Đức nói với vị nghe, cái phước của người cư sĩ quý vị có cố gắng tu, vị cũng không hơn được người xuất gia. Nó không phải tính vào cái chuyện xuất gia cư sĩ, mà là do cái tâm quý vị có thể một phạm vi nào thôi. Còn khi người xuất gia mà họ chịu phát tâm đó nghe, đây là nói câu chịu phát tâm đó, họ đủ nhân duyên mà họ chịu phát tâm đó là kinh lắm, dữ dằn lắm. Tại vì sao? Vì họ đâu có còn cái buộc ràng đâu. Còn dù người cư sĩ thì còn chồng còn vợ còn con buộc ràng. Còn người xuất gia ai buộc ràng họ được? Họ đã có cái cương vị, có quyền, có duyên họ rồi là tự nhiên họ làm tới luôn. Nhưng bây giờ Nhân Đức làm cái gì, có cô nào, chú nào, thầy nào bên cạnh Nhân Đức mà cản Nhân Đức được cái việc làm tốt đâu. Đâu có cản được Nhân Đức. Thí dụ như giờ các cô cầm tiền đi, mà Nhân Đức kêu làm cái đó đi, chi tiền, chi tiền, chi tiền, không có bao giờ dám nói một câu là ý kiến, đâu có dám đâu. Nhưng mà mình ở nhà mình có vợ là mình chi tiền, vợ nói thôi nghe nghỉ nghe, thấy không? Nó nghịch mình lại liền, thấy không? Đó, cái phạm vi cư sĩ mình bị nằm trong phạm vi nhỏ, nó không thoát được đó. Nên từ nơi đó Như Đức thấy rõ ràng là chính bản thân Như Đức tu là chuyển nghiệp nè.
Rồi một con người á, quý vị coi á, nếu mà nói cái thời gian đi tu mười mấy năm á, là thời gian đi tu nó cũng chưa phải là lâu quá đâu quý vị à. Đó, đi tu trong chùa mà mười mấy năm là chưa nói lâu quá đâu. Nhưng mà ngay pháp môn niệm Phật này, quý vị thấy những đức chuyển đổi mà đến mức mà không tưởng tượng được luôn á. Ngày xưa những đức đi vào trong chùa, những đức nghe thầy giảng, thầy nói vậy nè: thầy tu mấy chục năm chờ mà tu các pháp khác, thầy bệnh đau thầy đi vòng vòng, đến khi đứng giữa ngã tư ở Phi Nôm Đức Trọng, thầy nói rằng là đúng rõ ràng không biết đi đường nào, không biết đi về đâu đây. Còn đi học trường Phật học thì đi ra trường sớm hoài, tại vì học hoài rồi mình thấy mình không, đi tu sao mình cứ học hoài vậy ta, giết rồi nó nản lòng, không kiên trì cái ra trường sớm. Mà tính nào đó như Đức nghe thầy giảng, thầy nói là như thầy học mấy trường trong Nam rồi ra Bắc học, nhưng mà ra trường sớm không đó. Rồi cuối cùng ngày mới nghe được pháp và Thượng Tịnh Không Giảng nói với bộ kinh Vô Lượng Thọ. Rồi bắt đầu từ một cuốn kinh Vô Lượng Thọ, hồi đó chùa chỉ có hai ba bà già, thầy nói rằng thì đi giảng về mình chùa mà không có mì gói nấu ăn nữa, mà phải hái mấy cọng rau dại ngoài vô ăn. Vậy đó mà từ khi tụng kinh Vô Lượng Thọ niệm Phật á, mà thầy nói thầy chỉ có 5-6 năm mà hình thành một cái pháp hội, còn hơn là tu các pháp khác mấy chục năm. Những đức vừa nghe cái là những đức để ý liền. Nếu như những đức đi mấy chục năm như thầy, những đức đi không được, tại vì những đức không có học được. Thôi mình nhào vô mình làm luôn đi, đi vòng vo làm chi, đúng không? Rồi là đi vô chùa nghe câu đó một cái nắm luôn, ngay câu Phật hiệu. Vậy giờ câu này như Đức nói ra, ai mà nghe mà đi tu nắm luôn đi, đi ra như Đức cái gì đâu, mà làm cho tớ nghe, làm cho mạnh nghe. Vô chùa hết lòng hết dạ nhiệt tình, nhất là gặp như gặp chùa mình nè, như gặp chùa mình đây nè, là cơ hội lớn dữ lắm. Thật sự mà nói, ba điểm chùa chúng ta hiện tại đó, mấy anh em mấy ông cũng rất nhiệt tình nha quý vị, rất là giỏi, rất nhiệt tình. Nhưng để mà nói là có một người chú hiền ngày xưa ở đây á, không có. Nên ai mà là chú hiền ngày xưa thì sẽ ở đây thành công nữa nè, thành công lớn nữa nè, chắc chắn luôn. Chú Hiền ngày xưa lại không có trong ba ngôi chùa này. Tuy là họ cũng giỏi, họ cũng nhiệt tình, nhưng mà cái góc độ để mà sâu như ngày xưa của những đức á, lại không có. Đây là những đức nói 100% chứ không phải là nói anh em gì đâu. Thường những đức ngồi chung với anh em, những đức cũng nói thẳng vậy mà. Đó, những đức ngày xưa nó lụi, nhưng mà nó để ý lắm. Những đức gần gũi để ý lắm. Những đức đâu có làm thị giả cho thầy đâu, mà những đức ngồi từ xa quan tâm, quan sát những sự việc này sự việc kia. Từ người ta lỡ cúng dường thôi mà những đức còn đứng ngồi từ xa, những đức quan tâm quan sát. Hoặc người ta đến người ta chụp hình thôi, rồi người ta cúng dường thôi, người chụp người không chụp, người có tiền cúng người không có tiền cúng, nhìn từ sắc mặt Phật tử để những đức quan sát, để coi cái việc làm như vậy nó có tác dụng phụ gì ngồi phía sau có không, để ý gì đó. Rồi có một lần mà những đức đi đến ngôi chùa mà những đức thấy một vị thầy đi đến đó tổ chức khóa tu, mà giảng pháp xong rồi hai thầy ngồi, người gốc Phật tử lại cúng dường, thì những đức thấy cúng cho vị chủ trì thì lại ít, nhưng mà cúng cho người giảng pháp lại nhiều. Thì vị chủ trì lại kêu cái thị giả lại coi, những đức đứng từ xa những đức nhìn, thì những đức nói trong bụng: hai ông này chơi không bền. Chơi không bền. Rõ ràng hai ông chơi có hai lần tổ chức tu thôi, nghỉ chơi. Tại vì sao? Tiền. Tiền thì ai cũng nên cần kiếm, nhưng mà phải kiếm cái nơi đúng chỗ của mình. Nếu như những đức, quý vị hỏi những đức có kiếm không? Không. Cái công ta xây chùa cực quá, giao cho người ta đi, mình sử dụng được rồi. Nhớ, sử dụng được rồi, tiền giao hết đi lợi đó tổ chức.
giao hết cho chủ trì, người ta cúng mình bao nhiêu đều cúng dường hết lại cho chủ trì hết luôn, mà còn bỏ tiền túi ra để cúng dường thêm nữa. Nhưng Phật tử người ta khôn lắm, người ta lại đem cái dẫn người ta đi tìm mình. Hiểu chưa? Nó lấy cái phước để hưởng cái hậu còn dữ hơn nữa. Nhưng cái hình thức không dùng, vì chủ trì đã quá kính trọng mình, nên đi chùa người ta mà giống như chùa mình, đó mới đặc biệt chứ. Nên cái người mà nếu góc độ mình hơi kém một chút là mình đi đâu mình cũng thích đi cầm tiền, là bản thân mình không bao giờ cầm được lâu dài. Mà mình nên nhiệt tình, hết lòng hết dạ, giao hết cho người ta đi. Cái mà càng buông chừng nào thì nó càng nhiều chừng nấy. Trong Phật pháp như Đức nhìn 100%, càng buông lại càng nhiều. Nghe không? Hồi chúc quý vị an lạc nha. À, chúng ta hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.